hiểm nguy luôn rình rập người tham gia giao thông với những ổ voi, ổ gà nối tiếp nhau. Trời nắng bụi bay mù mịt, trời mưa đường lầy lội ngập sâu, nước tràn vào nhà dân. Đó là tình trạng đang diễn ra nhiều năm nay trên tuyến đường Nguyễn Tâm Quai thuộc tổ 18, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Con đường bắt đầu khởi công từ năm 2009, nhưng cho đến nay, mức độ lưu thông xe càng nhiều đã khiến cấu trúc đường xuống cấp nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của hàng chục hộ dân sống dọc tuyến đường và bà con trong khu dân cư. Bắt đầu khởi công con đường này từ năm 2009. Trên cái trục đường Nguyễn Tâm Quai này, bên đông chợ Đậu thì người ta đẹp như thế, mà bên tây chợ Đậu, chúng tôi ý kiến nhiều thì họ bảo là bên này nó chưa có cái gì gọi là để đầu tư vào, cho nên là đường bỏ quên như thế này. Bây giờ mỗi một lần mưa gió, con cháu đi học về, sắn quần sắn áo đi học, trời nắng to thì mưa gió bụi. Mà theo chúng tôi hiểu, đây là ngân sách của thành phố chứ không phải ngân sách của tỉnh. Thực chất mà cái bên B đấy, họ đã đến đây họ làm rất nhiều rồi, tất cả các cái tấm để mà làm vỉa hè đấy, rồi các cái ốp kia kìa đã xếp như núi ở ngoài kia. Nhưng sau làm được một thời gian đấy thì không hiểu vì lý do gì, thế là họ ngừng công trình. Con đường này nó rất bức xúc. Tiền chúng tôi ấy, phải nộp đúng như là bên kia. Chúng tôi đi có ý kiến không có nghĩa lý gì cả. Theo phản ánh của người dân sống tại đây, cuối con đường còn có bãi tập kết rác tự phát. Người dân những nơi khác mang rác đến đổ. Phía đằng tây kìa, đầu đằng tây kìa. Bây giờ như thế là tất cả những các cái người chết, người ta mang giường, đệm, chăn, màn, các loại ra đây người ta vứt. Rất là ô nhiễm, rất là bẩn. Thế mà thỉnh thoảng lại bên môi trường người ta đốt rác. Nếu như đốt rác mà gió nó không thổi vào xóm thì nó còn đỡ. Hôm nào mà gió tây bắc hoặc là đông nam nó thổi vào xóm thì không thể chịu được. Ở đâu không có nhà dân, ở đó có rác. Rác từ hai bên đường, rác tập kết cuối đường. Đây phải chăng là hệ lụy từ con đường mà lâu nay chính quyền địa phương bỏ quên, buông lòng quản lý để bãi rác tự phát mọc lên, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của bà con nơi đây và còn làm mất mỹ quan đô thị. Lãnh đạo đảng, chính quyền làm thế nào mà để cho dân chúng tôi đỡ khổ ở cái chỗ này đi? Dân khổ mà chúng tôi là những người già nên lại càng khổ. Tôi đề nghị là nhà nước sẽ làm cái đường này nhanh chóng để nhân dân chúng tôi đỡ khổ, lầy lội, vất vả lắm. Việc cải tạo và nâng cấp sửa chữa con đường là mong muốn rất chính đáng của bà con sống tại khu dân cư tổ 18, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Đây cũng là công việc cần phải được chính quyền các cấp, cơ sở ban ngành quan tâm, gấp rút thực hiện để tránh những nguy hiểm tiềm ẩn gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị.